Thưa quý vị, nhận thức rõ vai trò quan trọng của nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thời gian qua, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Long An đã và đang tích cực triển khai nhiều biện pháp quy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống tội phạm. Để phát huy được sức mạnh tổng hợp từ quần chúng nhân dân, thời gian qua lực lượng công an các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh luôn có những hoạt động gần dân sát cơ sở như thế này chính sự gần gũi thấu hiểu chia sẻ với những khó khăn vướng mắt của nhân dân đã tạo dựng được niềm tin sự tin tưởng của nhân dân đối với lực lượng công an cái kiểu như là tiên truyền cho dân biết là vấn đề tình hình an ninh trật tự đó mấy chú cũng hỗ trợ dân làm cái chuyện đó thì tôi rất là vui chính những buổi xuống địa bàn như thế này đã tạo cơ hội để người dân được trao đổi phản ánh những vấn đề về an ninh trật tự đồng thời góp ý cho hoạt động của lực lượng công an. Nhờ đó mà trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 2.000 tin có liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, trong đó nhiều tin có giá trị giúp lực lượng công an xử lý kịp thời các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở. Đặc biệt là khi triển khai cái khi mà đề án 06 của chính phủ triển khai cái cái phần mềm VAD thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều tin về tin an ninh trật tự và trong số đó nó cũng có phát hiện ra là sau khi trong quá trình sàng lọc thì thì có một số loại là là tin báo tố giác tội phạm và nó tạo điều kiện rất là thuận lợi cho cơ quan công an khi mà tiến hành cái nhiệm vụ mà đảm bảo an ninh trật tự trên địa phương. Cùng với ngành công an, thời gian qua, bộ đội biên phòng Long An cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư từ đó tạo nên bức tường thép vững chắc từ sức mạnh của lòng dân hỗ trợ tích cực cho cán bộ chiến sĩ biên phòng giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. thì trong thời gian vừa qua là Thận Bình đó là một có địa bàn biên giới cho nên nó thường có xảy ra những cái vụ uh, việc như có buôn lậu này kia nhưng mà nhờ cái sự hăng hái của đoàn viên thanh niên trẻ của biên phòng đến để vận động rồi chia sẻ rồi nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng này kia của bà con thì tuyên truyền cho những cái đường lối chính sách của đảng rất là tốt từ đó thì nhân dân cũng nắm được và chấp hành theo cái sự chỉ đạo của cấp cấp trên nhờ những hoạt động như thế này đã tạo cơ hội cho người dân được tham gia vào công tác bảo vệ an ninh trật tự họ sẽ trở thành những thành lũy quan trọng góp phần phát hiện tố giác tội phạm.